Bữa cơm 15.000 một ngày có những gì? Chỉ thấy khi tới giờ cơm các anh bán cơm đã múc một môi nhưng chỉ là một phần tư của cái môi. Thêm một cọng rau và một con tôm, một ít rau xào nhưng vừa múc lên đã biến mất lúc nào không hay. Chỉ thấy món tráng miệng còn được một quả xoài nhưng xoài này hơi nhỏ, thế này chắc ăn vào chưa kịp xuống bụng đã tiêu hóa hết rồi còn đâu.